Vừa qua, ngài Yakabe Yoshinori, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại thành phố Đà Nẵng đã đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Quân khu 5 nhân dịp văn phòng Tổng lãnh sự Nhật Bản được nâng cấp lên thành Tổng lãnh sự quán. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã tiếp đoàn. Tại buổi tiếp, Trung tướng Thái Đại Ngọc đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa lực lượng vũ trang Quân khu 5 với Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng ngày càng có bước phát triển tốt đẹp thông qua các chuyến thăm, trao đổi thông tin. Đồng thời, Tư lệnh Quân khu mong muốn qua chuyến thăm lần này, mối quan hệ hữu nghị này sẽ ngày càng thắt chặt và phát triển. Ngài Tổng lãnh sự Yakabe Yoshinori cảm ơn sự đón tiếp của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đồng thời cho biết Đà Nẵng là nơi có vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế Đông Tây, nên với cương vị của mình, Tổng lãnh sự sẽ cố gắng hết sức để vun đắp cho mối quan hệ hợp tác giữa hai nước.